chứa trong chai nước mắm thông thường là các thành phần đạm đen làm nước mắm mất mùi, vị và rất hại cho sức khỏe. Xin giới thiệu nước mắm cao cấp Chinsu hoàn toàn mới, nay còn thơm và ngon hơn trước. Công nghệ loại trừ đạm đen của Chinsu giữ cho nước mắm thơm ngon tới mức không cần pha. Hôm nay thơm quá. Nước mắm Chinsu mới đó anh. Nước mắm cao cấp Chinsu thơm ngon tới giọt cuối cùng.